Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến đêm ngày 15 tháng 10, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 800mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 đến đêm ngày 15 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm có nơi hơn 450 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 300 đến 450 mm, có nơi trên 800 mm. Ở khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi hơn 200 mm. Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối. Dự báo từ ngày 16 đến 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150 đến 300 mm, có nơi trên 700 mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xét. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cấp 3, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cũng theo trung tâm khí tượng, vào 13 giờ chiều ngày 13 tháng 10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 đến, 11, đến 11,5 độ vĩ Bắc, 114,5 đến 115,5 độ kinh Đông, nối với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong ngày 14 tháng 10, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về vùng áp thấp này.